Anh ơi, cho em hai nước kem. Trời, hôm nay sang chảnh quá ta. Uống hai ly nước cam luôn. Bình thường mày toàn uống trà đá, hôm nay làm gì uống nước cam vậy? Em đãi khách anh ơi. Có khách hả? Dạ, bình thường với vợ chồng em uống trà đé không à. Cái này gì mà dám uống nước kem, kem hai ly nước kem. Khách của mày có phải em Phượng không? Mệt quá. Em hiểu cái tính anh á. Tính anh kỳ lắm. Đàn ông gì mày, có vợ rào mà còn tia gái. Mày mắc cười quá. Tao có vợ thì kệ tao chứ. Tao có phải là thái giám đâu mà nhìn gái đẹp mà mắt không sáng rỡ. Thôi được rồi, nếu mà pha cho em Phượng á, tao pha 3 trái cam. Pha cho vợ mày một trái thôi. 3 trái cam. Được rồi, anh cứ phê đi rồi tính xeo. Chút xíu nữa em mang hai ly lên, xong rồi em đưa cho vợ em một ly be trái. Rồi đưa cho Phượng một ly một trái. Tao nói cho mày biết, cái mặt mày là cái mặt giả tạo. Cái gì nữa? Cái mặt mày là cái mặt giả tạo. Bởi vì sao? Trước mặt vợ thì mày đặt hả? Ưu ái pha cho vợ ly cam ba trái. Trong khi trong lòng lúc nào mắt cũng ti em Phượng. Làm tao không biết nha. Phải không? Phải không? Thì cũng có, nhưng mày Phượng ngầu dạy trang điểm gần vợ em đâu có dám tia đâu. Nếu tia không được ha, thôi để dành cho anh đi. Anh mệt quá, anh có vợ rào, anh đừng có lẹp như vậy. Vợ thì vợ, nhưng mà giờ tao nói này nghe nè. Giờ mày làm sao á, mày xin được số em Phượng cho tao đi. Số Phượng, số điện thoại chứ gì? Số điện thoại. Vợ tao, anh lấy điện thoại đây gửi thì em nhớ luôn nào. Rồi dễ sợ, mày xin số trước tao luôn á hả? Em thuộc lòng luôn chứ xin cái gì. Đọc đi. 0122. Rồi. 977. 977. 2727. Số đẹp dữ ta. Cái kêu. Người đẹp là số phải đẹp. Anh dám gọi luôn không? Trời, tao sợ mày hả? Tao gọi tao bực lăn à. Ai cho mày nghe nè. Nhắn gạo đi, gạo đi. Nói chuyện đi. Alo. Chào em. Em có phải là Phượng không? Đúng rồi. Phượng à, Phượng có biết là anh ái mộ Phượng lắm không? Anh đã đem lòng yêu thương Phượng từ ngày đầu tiên anh nhìn thấy Phượng dưới chân cầu thang, Phượng có biết không? Tiên sư cha nhà mày, thương nhớ cái mặt vừa bạc cố đó nhà mày ấy. Tao là bà Phượng bán xôi nhá. Này, tao chém cha cái đứa nào mà chọc ghẹo tao, trêu hoa ghẹo nguyện tao nhá. Thôi đi. Mày nhá, mày nghĩ sao mày đưa số bà Phượng bán xôi cho tao? Thì em ở xóm này em quen mẫu bè đã tên Phượng đâu chứ. Tờ Phượng ở trên nhà em đâu có biết đâu. Ê, tôi đến hứng bà chu mỏ chi vậy? Đánh tôi hả? Tới giai đoạn này rồi hả? Bắt đầu lúc em này. Em biết đâu. Là mình tán nè. Đấy, tôi nhớ cái đồ tán người ta. Đâu, cái này là tán phấn ra cho nó đều, hiểu không? Nó mới mịn cái mặt mình. À, tán phấn hả? Ờ. Bà phải nói cụ thể kỹ kỹ, tôi không có hiểu gì hết á. Mấy cái từ này chuyên môn không mẹ, hiểu không? Nói sơ sơ là hiểu chỉ rồi. Chỉ tôi và phải chỉ kỹ kỹ không? Căng chân mày ra nè. Hai cô gái à. Mà hai em uống nước. Ôi chồng chồng bằng làm gì nguy hiểm quá vậy? Nguy hiểm gì nguy hiểm? Chu đáo vậy thôi chứ. Thấy dạ. Có ai chu đáo mà ga lăng như chồng tôi không? Dạ uống nước đi. Em cảm ơn chồng. Không có gì đâu. Vợ chồng yêu nhau ngu ngộ quá. Ta yêu nhau. Em thoải mái uống nước dành đỡ đây nha. Dạ dạ. Em cảm ơn con cúng của em. Còn nữa còn sói mà. Con cúng á, cúng á. Gì vậy? Cái gì chua vậy trời? Chưa chết rồi. Chắc là ông nậu Tú này ông phê, ông bất cần, ông quên bỏ đường rồi. Trời ơi, nhờ ai cũng nhờ ông Tú. Ông đó ông kèo thấy mộ luôn á. Thôi, vừa đây đem xuống em tự bỏ đường cho rồi đi. Nha, ở đây đợi ta nha. Em đi nha, cúng con của em. Vậy mà yêu hay thiệt chứ. Anh làm gì vậy? Làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Trời đất ơi, cút hà nữa hả? Anh đừng làm gì, anh sợ lắm. Anh làm gì?
Phương ơi. Hả? Em cho anh số điện thoại đừng. Gì vậy? Ngâm thân. Cái đó cái quần đó nó cái mặt vô gì? Tại em rách. Trời ơi. Tại em là bạn của vợ anh cho nên là anh muốn xin số điện thoại của em thôi. Ơ, anh kỳ quá à. Em là bạn của vợ anh xin số điện thoại của em mới kỳ đó. Có sao đâu, em là bạn cho nên anh xin số điện thoại được. Lâu lâu anh gọi điện anh hỏi thăm sức khỏe em. Không, em khỏe lắm, lúc nào em cũng khỏe, khỏe quanh năm mà chừng nào bệnh em báo nó hay chứ xin làm gì. Thì bệnh thì anh mới gọi điện anh hỏi thăm sức khỏe em chứ. Rồi, em biết rồi nha, bài đặt bắt trước đi bán sim đúng không? Điện đang kêu bán sim không? Em xài một sim cố định em không có ấy đâu, khỏi khỏi bán. Cái gì vậy? Đâu có bán sim đâu. Chứ gì? Anh xin số điện thoại là anh có lý do của anh chứ. Là gì? Nữa thổi nữa. Để anh có lý do của anh nha. Lý do của anh là gì? À, tôi biết rồi, cái mồi này thì ra là cũng như mấy ông kia thôi. Hả, tôi đi làm á, con bạn nào á có chồng cũng xin số điện thoại tán tỉnh tôi lành quá mà cái kiểu đàn ông của anh cái thứ giống đực lăn lòn. Em nấu cái gì vậy? Lăn lòn là sao? Chứ gì nữa, anh định tán tỉnh tôi chứ gì? Anh xin số xong rồi anh nhắn tin điện thoại cho tôi cái gì? Nhắn tin không trả lời thì điện thoại không được thì anh kiếm số anh mò ra anh định vị tôi ở đâu, anh tới anh hẹn hò với tôi chứ gì? Anh, trời ơi, anh, xin lỗi anh nha, tôi không phải là Phường dễ dãi. Em nói vậy là sao? Em nói vậy là em xúc phạm cái nhân phẩm của anh đó. Trời ơi. Nếu mà như vậy thì anh không thèm xin nữa. Trời đất ơi, anh xin tôi cũng không cho. Tôi nói cho anh biết nè, anh biết tại sao từng tuổi này mà tôi không lấy chồng không? Chịu. Tại vì tôi ngán đó, tôi ngán mấy cái thứ đàn ông như anh đó. Tôi đi làm á, con bạn nào có chồng cũng xin số tán tỉnh tôi hết á. Tôi sợ tôi lấy chồng về mất công, ông đi tán tỉnh con bạn tôi á, chắc tức tôi chết. Thôi tôi đi về. Không thèm xin nữa, sợt lèm như cần lắm gì á. Giờ cho nè, lấy không? Lấy chưa? Lấy chưa, gài cái ra liền rồi với sợt. Thiệt cái tôi bực bội. Nước nè, nước nè. Nước nè. À, thôi tôi đi về nha. Thế dạ? Hỏi chồng mày á. Hỏi về. Ủa gì vậy? Ủa Phước? Về, đi về. Phước? Ủa sao kỳ vậy anh? Sao tự nhiên bạn em nó bỏ về vậy? Anh với nó có làm gì không? Có cãi lộn gì không vậy? Hả? Có cãi lộn gì anh có làm gì đâu. Không làm gì hết hả? Không làm gì hết. Sao tự nhiên thái độ nó kỳ quá vậy? Nó... Phương. Anh trời đất ơi, em đang đi vội vã lắm, anh làm gì kém, làm gì vậy? Phương ơi, Phương dạ? ngồi đây. Anh ngồi đây hả? Từ từ, anh đừng vội vàng quá. Phương biết không? Dạ, chưa nói sao biết. Anh có chuẩn bị sẵn một ly nước cam 3 trái cho em đó. Ủa, ly nước cam hả anh? Trời đất ơi, anh chua đáo quá, nhưng mà em không thích nước cam. Dạ, anh em đừng thích nước cam. Em thích uống những cái nước gì mà nó nhẹ nhàng hơn á, nó nữ tính hơn á, giống như là mình uống rượu á anh, mà đặc biệt là rượu tây đó, em rất là thích rượu tây, nồng độ mạnh đó. Dạ, anh xong chưa? Em bối cái đầu em luôn. Em ơi. Dạ. Anh tưởng tượng tới cái khung cảnh mà cả hai đứa mình cùng nhau uống rượu tây. Dạ. Rồi anh cứ hửi cái mùi này hoài. Mùi gì anh? Ngửi nó có mùi gì đâu, mới tắm mà. Mùi dầu thơm. Dạ. Chắc anh chết quá. Dạ, anh đừng có chết, anh chết mệt em lắm. Ủa, nhưng mà ở đây anh có rượu không? Chết rồi, ở quán anh á chỉ có cà phê thôi chứ không có rượu, làm sao bây giờ? Vậy hay quá, em muốn đi uống rượu chỗ khác. Dạ. Em muốn là hai đứa mình sẽ nắm tay nhau rồi cái mình đi uống rượu ở một khung cảnh lãng mạn đó. Ở đó có nến nè và hoa hồng đó anh, giống như là một bữa tiệc lãng mạn. Kỳ quá à. Mà sau khi uống rượu thì anh cứ chúc rượu em, anh cứ chúc rượu em rồi cái em uống em chóng em xỉn chết rồi. Em xỉn. Ai đưa em về? Đêm nay ai đưa em về? Anh sẽ là người hùng để đưa em về. Ai anh đưa em về? Anh sẽ đưa em về. Anh đưa em về, về tới nhà em chết rồi, sao nhà em trống lỏng, có chỗ nào dựa vô vậy anh? Trời, nhà trống lỏng anh ơi. Em ơi, có một bờ vai vững chắc để em tựa. Trời ơi mềm quá anh ơi. Dạ. Nhưng mà sau khi em tựa vô thì em đâu thể nào ngủ trên đây tới sáng, cho nên cứ để anh ngủ nệm của em đi. Dạ, em ngủ tới sáng. Còn lúc đó sau khi chăm sóc chu đáo cho em, anh trở về nhà đúng không? Đâu có, anh phải ở lại chứ. Ở lại chi nữa? Anh ở lại anh coi. Coi gì? Anh muốn coi cái gì em? Anh coi cái gì em? Không có, ý anh là anh ở lại anh canh. Canh gì? Anh canh coi có kẻ xấu nào có ý định làm một cái điều gì đó xấu xa đối với em hay không. Bởi vậy anh phải thao thức, anh coi suốt cả một đêm tới khi nào em tỉnh dậy mới thôi. Anh ơi, anh là một người đàn ông chân chính, chân thật nhất mà em từng biết. Trời ơi, xúc động, cảm động quá.
em chứ đâu phải phim truyền hình để mà anh coi suốt một đêm. Thế là em đẹp quá, anh cứ anh nguyện ngắm em suốt cả đêm. Còn anh rảnh coi xích cơm đi nha. Dạ. Nhưng mà bây giờ làm sao bây giờ mình có thể hẹn hò với nhau bây giờ hả em? Đâu có gì khó đâu anh, đơn giản lắm. Dạ, em chuẩn bị sẵn luôn rồi. À, dạ, đây chính là số điện thoại liên lạc của em, telephone. Đây, em gửi anh. Còn bây giờ thì tới giờ em phải đi làm rồi. Em đi làm nha. Có gì tối nay mình uống rượu nha. Dạ, bây giờ em đi làm để trễ giờ tao chửi em chết. Dạ. Em đi nha. Bye anh. Bye anh nha. Em đi nha. Em đi nha. Thôi em đi để trễ giờ nè, lâu quá. Ồ, trời ơi, người gì đâu mà đẹp dữ vậy trời. Em đi nha. Ê, gì vậy? Anh làm cái gì mà mắt anh muốn lọt cả cái chồng ra ngoài thế? Ủa có hả? Anh đâu có làm gì đâu. Nhìn cái mặt của anh là, tôi nói cho anh biết nhá, anh mà cứ thấy gái đẹp và tươm tướp, anh chết với tôi. Em à, em không thể nào bắt cuộc đời anh làm một cái chuyện mà nó vô lý như vậy. Thấy gái đẹp là phải tương tướp chứ. Em còn dám nói với tôi như vậy nữa hả? Làm sao không tương tướp được, trong khi gái đẹp là trước mặt anh. Trước mặt anh là gái đẹp mà sao không tương tướp được đúng không em? Đến đây tương tướp đi. Tương tướp nè. Vợ ơi. Không nghe thấy tiếng trả lời. Kiểu này là lên phòng tâm sự với mẹ rồi. Vậy thì mình tha hồ tò te tí te với em Phượng. Phượng ơi, tối nay hẹn nhau ở quán bar đêm quyền ảo nha em. Chuyện nhỏ mà. Tối nay mình sẽ nói với vợ là mình đi gặp khách hàng, kiểu gì qua được thôi. Sao trả lời nhanh vậy ta? Chả cắn câu rồi. Em muốn gặp anh lắm, chứ sợ vợ anh đánh ghen. Chịu gặp. Trả lời liền chứ. Em yên tâm, vợ anh sợ anh lắm. Có chuyện gì anh sáng bạc tay. Em yên tâm, vợ anh sợ anh lắm. Vợ anh mà có gì anh sáng một bạc tay ngay. Mày thấy chưa, mẹ còn bênh vực gì anh ấy nữa. Mẹ đâu có bênh đâu. Chính vì mẹ không binh mà mẹ mới nhờ cô Phượng tặng dàn cảnh gài cho con thì con mới có được cái số điện thoại này chứ bộ. Con nhắn tiếp đi, nhắn trả lời đi. Em uống rượu hay say lắm, rồi anh có đưa em về nhà rồi ở bên em tới sáng không? Trời ơi. Mở dần tới miệng mèo sao chê. Đến rồi. Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Anh sẽ mát xa làm em tỉnh rượu. Anh biết mát xa Thái, đảm bảo sẽ làm em thích mê. Ôi, cái này em này ơi là trời ơi. Ôi, chân quần, xin lỗi mẹ. Vậy bây giờ anh thay đồ đi tới quán bar nha. Em có muốn anh qua đón em không? Có, anh muốn em đón. Em đón anh, hãy dọn luôn cả quần áo đi về mà gặp tụi con này đi. Ủa, em? Vợ yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lọi tin nhắn, có đâu? Móc túi từng xu nè. Nào có. Nào thì cha xét như hoảng thư. Ghen mà. Vợ yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó. Chung qua bao chặng đường.